Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung cấp căn cứ công dân lưu động trên địa bàn toàn thành phố. Lịch trình cấp lưu động sẽ được thông tin đầy đủ đến các phường xã để người dân nắm bắt kịp thời. Tại các điểm tiếp nhận thông tin cấp căn cứ công dân, các chiến sĩ công an đều làm việc liên tục từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ người dân. Đối với các trường hợp trên 14 tuổi trở lên chưa được cấp chứng minh thư nhân dân hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng mất hết thời hạn, Công an thành phố Đà Lạt khuyến khích các trường hợp này thực hiện việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng căn cước công dân mẫu mới. Đối với các trường hợp đã được cấp chứng minh nhân dân còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng theo quy định hiện hành, vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn. Các trường hợp này có thể thực hiện việc cấp đổi sang căn cước công dân mẫu mới sau ngày 30 tháng 6 năm 2021 việc cấp căn cứ công dân lưu động tại các phường xã đã giảm thời gian đi lại giảm khoảng cách và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính